em nhận phục hồi những cái nhông đơn giản cho anh em nha. Đây, nhông này nhông viên nha anh em. Đây, nhông phục hồi. Anh em xem nha. Hoàng Mai 0907 790079. Nha anh em, không phải là con bào mới nha anh em. Phục hồi cái răng thôi. Nhân viên này. Anh em ở xa nên là có nhu cầu phục hồi những cái dòng đơn giản và mai hàng ảnh được phục vụ anh em nha. Bằng ai 0907 790079. Đang đóng gói tất cả mặt hàng ở bưu điện cho em rồi. Em nhận ngay gia công phục hồi các chi tiết máy qua đường bưu điện cho anh em ở xa. Mai 0907 790079 cho anh em nha.